Hậu gây tranh cãi vì phát ngôn họp báo Hoàng Thùy Linh tiếp tục gặp biến diễn xuất. Là một nghệ sĩ đa tài khi vừa có khả năng ca hát diễn xuất, Hoàng Thùy Linh luôn nhận về sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên thì mới đây cô nàng đã gặp biến cực căng liên quan đến những phát ngôn trong buổi họp báo ra mắt live concert đầu tay. Nguồn cơn đến từ việc là một phóng viên hỏi sao nữ việc hát live và vai trò của nhạc sĩ Hồ Anh trong chương trình này. Có lẽ vì bản thân khá nhạy cảm nên là Hoàng Thùy Linh đã trả lời một thái độ khá là gắt, vòng vo, thậm chí bị cho là trịch thượng. Kiếp nạn concert đầu tay chưa qua, Hoàng Thùy Linh tiếp tục phải nhận về những lời chê bai về khả năng diễn xuất. Cụ thể thì một video có xuất hiện Hoàng Thùy Linh trong một dự án phim mới có tên là Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do đã thu hút được sự chú ý. Á sao nữ đã thể hiện nhân vật Yến, một cô gái có phong cách ăn mặc thanh lịch và nhiều mối quan hệ xã hội. Dù chỉ xuất hiện trong một đoạn teaser ngắn nhưng mà Hoàng Thùy Linh đã kịp gây ấn tượng với khán giả qua các phân cảnh với dàn diễn viên kỳ cựu. Trên các diễn đàn bàn luận phim thì Á sao nữ được khen vì vẻ ngoài rạng rỡ, tuy nhiên thì diễn xuất của Hoàng Thùy Linh lại không được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng là cô nàng có diễn xuất thiếu linh hoạt, cách đọc thoại không được tự nhiên. Thậm chí khi đặt lên bàn cân so sánh với Quỳnh Lương, Hoàng Thùy Linh cũng lép vế hơn so với đồng nghiệp. Dự án này cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Hoàng Thùy Linh sau 4 năm kể từ Mê Cung. Tuy nhiên thì hiện tại dự án này cũng chỉ lên một cái video nhé hàng mà thôi. Chúng ta cần phải chờ đợi phim lên sóng mới có thể đánh giá được một cách công tâm này.